Nên đứa đang quay video nhà Tâm nha. Thế cậu xem nhà Tâm là đâu? Nhà Tâm xa lắm, cậu chả quay được. Nhà con ở mái trí trên kia hả? Con trèo lên trên đỉnh kia nhìn thấy. Ngã này, ngã này, không được nhìn. Ái da, thằng Tâm mày dám nhổ nó bò xuống sân nhá. Cậu cắn lưỡi rồi. Đi. Chú thế này nhanh. Đóng cửa vào. Thôi tí nữa tối cậu lên cho mát. Mở cửa cho nó mát. Ai chịu khó có sân không này? Ai chịu khó có sân này? Gì? Gì á? Thế ai kia? Đâu? Kia ai đi ra riêng kia? Hả? Ai đấy? Mẹ con. Cậu ơi, ba chụp ảnh đi. Cậu mang chụp ảnh đi của